Ấn Độ ra từ đầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi đền thờ của sự khôn ngoan, nhà tạm của sự hiểu biết thiêng liêng và là ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất. Xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Mầu nhiệm thứ nhất, sự đóng đinh vào tay hữu Chúa Giêsu. Lạy Chúa, cậy nhờ vết thương cực thánh nơi tay hữu Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thông qua tay hữu Ngài, xin cho máu châu báu tuôn ra từ nơi đó, cứu các tội nhân trên tòa thế giới và quán cải nhiều linh hồn. Amen. Ôi lại máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả thánh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mỗi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, các linh hồn và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, các linh hồn và toàn thế giới. Tán danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Xin cúi đầu. Lạy máu châu báu đổ ra từ đầu thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi đền thờ của sự khôn ngoan, nhà tạm của sự hiểu biết thiêng liêng và là ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất. Xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Mầu nhiệm thứ hai, sự đóng đinh vào tay tạ Chúa Giêsu. Lạy Chúa, cậy nhờ vết thương cực thánh nơi tay tạ Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua tay tạ Ngài, xin cho máu cho báu cực thánh tuôn ra từ nơi đó, cứu các linh hồn đã luyện ngục và bảo vệ những người hấp hối khỏi sự tấn công của ma quỷ. Amen. Ôi lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha bị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô,
xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho máu cực thánh Chúa Giêsu Kitô. Xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho máu cực thánh Chúa Giêsu Kitô. Xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho máu cực thánh Chúa Giêsu Kitô. Xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho máu cực thánh Chúa Giêsu Kitô. Xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho máu cực thánh Chúa Giêsu Kitô. Xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho máu cực thánh Chúa Giêsu Kitô. Xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho máu cực thánh Chúa Giêsu Kitô. Xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho máu cực thánh Chúa Giêsu Kitô. Xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Xin cúi đầu lạy máu cho máu cực thánh đổ ra từ đầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi đền thờ của sự khôn ngoan, nhà tạm của sự hiểu biết thiêng liêng, và là ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất. Xin cha chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Mầu nhiệm thứ ba, sự đóng đinh vào chân hữu Chúa Giêsu. Lạy Chúa, cậy nhờ vết thương cực thánh nơi chân hữu Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua chân hữu Ngài, xin cho máu châu báu tuôn ra từ nơi đó, bảo vệ nền tảng giáo hội khỏi những âm mưu của bọn thù nghịch và kẻ dữ. Amen. Ôi lại máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, các linh hồn và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn và toàn thế giới. Lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn và toàn thế giới. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Xin cúi đầu, lại máu châu báu đổ ra từ đầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi đền thờ của sự khôn ngoan, nhà tạm của sự hiểu biết thiêng liêng, và là ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất. Xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
sự đóng đinh vào chân tạ Chúa Giêsu. Lạy Chúa, cậy nhờ vết thương cực thánh nơi chân tạ Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thông qua chân tạ Ngài, xin cho máu cực thánh tuôn ra từ nơi đó bảo vệ chúng con trên mọi nẻo đường khỏi những âm mưu và tấn công của ma quỷ và bè lộ của chúng. Amen. Ôi lạy máu cho máu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy máu cho báu cực thấm Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu gia đình chúng con, cứu các linh hồn, bảo vệ nước Mỹ và toàn thế giới. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Xin cúi đầu lạy máu cho báu cực thánh đổ ra từ đầu thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi đền thờ của sự khôn ngoan, nhà tạm của sự hiểu biết thiêng liêng, và là ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Mầu nhiệm thứ năm, sự đâm thâu vào cẳng sườn Chúa Giêsu. Lạy Chúa, cậy nhờ vết thương cực thánh nơi cạnh sườn Chúa và sự đau đớn do cây lao đâm thâu cạnh sườn Ngài, xin cho máu cho báu và nước tuôn ra từ nơi đó, bảo chữa lành những bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại, xóa đi những khó khăn hiện tại của chúng con và hướng dẫn chúng con đường về với Chúa để được vinh quang muôn đời. Amen. Ôi lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con tha trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.